Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp tục ở game chiến binh tối thượng anh em nha. Chủ đề video ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm xem quan tướng tư chất S nào là quan tướng đáng chơi nhất, còn là quan tướng gây đam to nhất trong game hiện nay. Thì hiện nay trong tay mình đang sở hữu 3 quan tướng thuộc dạng là top. Theo mình đánh giá là top của trừ con Piccolo là thôi anh em ơi, con Piccolo thì nó trượng cái bu cho team, còn lại con Piazza này, con Sunku siêu Saiyan cấp 1 và con Sunku thường. Đấy, ngoài ra còn có con Android này đang cũng có vẻ ok này, nhưng mà mình chưa bui anh em ơi, nên mình chưa test được các bạn. Hiện nay thì bây giờ trong clip này mình sẽ test cho anh em 3 con này, thay đổi các trang bị cho nó. Đầu tiên là mình sẽ bỏ hết ấn ký này ra nha. Mình chỉ xét đồ thôi nha bạn. Bỏ hết ấn ký ra đi. Hay là bỏ cả vũ khí đi nha bạn, bỏ hết. Bây giờ mình sẽ cho xuất trận 3 con này luôn, cho con này nó tăng khỏe khỏe lên chút để cho 4 con này cùng nhau xuất trận rồi nha. Sau chúng ta sẽ cùng nhau test. Tại vì đang mắc ở cái ải 77 này anh em này, bởi này ải này khá khó tại vì đao mình chưa đủ vậy. Vào đây, bây giờ mình sẽ cho xuất trận như thế này và chúng ta sẽ đợi đánh kết thúc trận chiến này nha. Đánh xong cần lực chiến 59.000 trong này nó đi rồi, đợi đánh xong chúng ta sẽ xét tổng lực chiến của các con. Mình bỏ hết đồ tất cả các con rồi. Con Sumoku siêu ra cấp 1 kia thì up level 110 nó sẽ hơn hai con kia một chút thôi, nhưng nó không đáng kể. Đánh với team này thì mấy đứa kia nó ưu tiên nó đánh hàng sau anh em ạ. Sumoku U thường này của mình hơi bị thoát nha, bị nó kết thúc nhanh quá rồi, không kịp gây đam gì đã chết mẹ một tẹo. Đây, chúng ta sẽ thống kê lượng sát thương gây ra. Thì ở đây siêu Saiya Son Goku cấp 1 gây được 41.000 lượng sát thương này. Lượng sát thương kế thừa là 59.000. Đứng vị trí thứ hai đó chính là Frieza 13.531, 30.000. Vị trí thứ ba là Son Goku thường anh em ơi. Đây là con mình xếp vị trí chưa chuẩn, hai con này nó chết khá sớm. Mình thử test lại cho anh em xem nào. Xem thế này đi. Thì sợ mấy con EMCHA đấy, thằng Kaladin nó đánh một tiêu hàng sau này nó cho quả ulti là vỡ mồm đấy. Thì bọn này nó quá tởm luôn. Chết mẹo rồi. Thực sự là con siêu gia cấp 1 Son Goku này nó rất khỏe anh ạ. Con này được tặng top, theo mình đánh giá là ngon nhất trong dòng tư chất S rồi đấy. Thủ vừa châu đang vừa to anh em. Đấy, không là mình thất vọng anh em ơi. Lần này thì vị trí số 1 vẫn là siêu Saiya Son Goku cấp 1. Lượng đam anh gây ra vẫn rất là to luôn. Xếp lại vị trí thì Son Goku thường cứ vị trí thứ 2. Và vị trí thứ 3 cuối cùng là Frieza anh em ạ.
Bây giờ chúng ta sẽ lại đổi lại như thế này đi. Cho Fiza lên ở vị trí thứ hai. Lần thử nghiệm thứ hai thì Sonoku thường đã gây ra được 26.000 đam. Và Fiza chỉ còn 16.000 đam. Bây giờ chúng ta chỉ còn thắc mắc hai vị trí thứ hai và thứ ba của chúng ta thôi. Theo Fiza được vị trí thứ hai này đỡ bị những cái con tướng ám sát ở hàng sau, có thể gây ra được sát thương đột biến hơn hay không. Anh có thể bắn được những quả ulti sức mạnh crypto hay không? Cố lên Fiza ơi, mình tin bạn. Mình đánh giá con Fiza là con tướng sát thương đơn cao nhất từ chất S anh em nha. Ô, trước đó mình chưa kịp sang chỉ số nó thôi đánh lại nha bạn. Quen tay nha, sorry. Nói về những con tướng sát thương đơn cao nhất thì mình đánh giá Fiza này nó sát thương đơn cao nhất anh em ạ. Tại vì up được lên đến đột phá này vào 110 ấy, nó sẽ có khả năng gây thêm sát thương đối với những mục tiêu bị những cái hiệu ứng khống chế này. Fiza nó sát thương nó rất to em nha, và mình test thử đến cái phần tỷ lệ bạo kích của Fiza lên đến tầm 12-15%, nó ulti rất hay ra bạo kích anh em ạ. Nó đánh rất ngon nha. Son Goku này thì cũng ngon đấy em, nhưng mà nó dễ chết quá. Son Goku thường ấy. Thôi giờ chúng ta xem thống kê đi. Ok thì Fiza của chúng ta vẫn thua Son Goku thừa anh em ạ. Đứng đầu vẫn là vị trí của siêu gia cấp 1 Son Goku. Vị trí thứ hai là Son Goku thừa. Vị trí cuối cùng là Fiza thứ ba. Hiện tại mình đang xét sức mạnh của ba con tướng này. Fiza, Goku và Goku siêu gia cấp 1. Dao động hai con này, theo mình đánh giá hai con này rất ngon. Hai con này sẽ luân phiên nhau thay đổi vị trí giữ một cái chức vụ rất quan trọng trong team. Fiza và Goku thường. Theo anh em thì hai con này con nào ngon hơn? Anh em có thể comment dưới video này để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và mình cho mình test thử một cái này nữa xem. Chính là cho hai con này đeo mắt tất cả đồ trang bị mật nhất mình hiện có hiện nay. Test lại một lần nữa xem sức mạnh mắt của nó đạt sẽ đến bao nhiêu. Trận này cho Fiza xuất trận trước đi. Cái này là mình chưa trang bị ấn ký anh em nha. Thì đây hiện tại đang chỉ có đồ thôi. Khi trang bị đồ thì Fiza của chúng ta đam lên được thế 55.847. Chúng ta nhớ nha, 55.847.
Lúc trước có đồ thì mình nhớ hai con chênh lệch nhau cũng tầm hơn 10.000 đam anh em ạ. Một con là 35.000, một con là 16.000, 20.000. Còn hơn chục nghìn đam đi, khoảng hơn chục nghìn đam. Pizza với Goku thường đều là hai con tướng tư chất thuộc hệ sức mạnh, tư chất S hệ sức mạnh lực anh em. Về nếu mà bui Goku thường thì anh em nên bui theo trường phái cộng bạo thương anh em ạ, vì nó đánh chắc chắn là sẽ ra bạo kích rồi. Những quả nổ bạo thương thì chúng ta cần rất nhiều. Được. Chưa kịp đấm đã ngoèo của tôi rồi. Ồ, lên được 53.444 điểm anh em ơi. Khi vừa nãy là của Pinza là 55.486 anh em ơi. Nên là nhiều lúc mình thấy khi mặc đồ mắc cả hai con thì thực sự Pinza nó đáng sợ hơn con Goku thường rất nhiều nha anh em nhé. Tại vì tỷ lệ bạo kích của nó đánh khá là ok. Sát thương đơn đam tay nó rất là gây ra gì và này nọ. Bây giờ mình sẽ mặc lại tất cả trang bị cho tất cả các con thứ rồi mình test lại xem. Không đúng này ạ. Nhét rồi. Bảo thích được công hậu giác. Những cái mô. Không phải con này ra con này rồi. Go bảo kích HP tốc độ. Go thôi, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi nhá, mình lắp vào hò thôi đó, test thì mình sẽ để sau anh em nha, hẹn các bạn anh em ở những clip tiếp theo, bye bye.